Wow. Trái nào nó cũng có muối nhiều đâu. Ờ đó nè, ăn trái là mấy trăm ngàn rồi đó. Dạ. Đó có hai hàng vậy đó, con nghĩ đi. Trái này thì khoảng bao nhiêu ký cô? Nguyên dạ, trái. Hai ký mấy, ba ký rồi đó. Dạ. Nhỏ không, không có ba hàng nè. Dạ. Vậy là bỏ vô 80 nè. Ở kia là 160 nè. Dạ. Ở kia nó được 200 mấy, trái sầu riêng rồi cũng mấy trăm rồi có được. Dạ. Đó con nghĩ đi. Bả lên vô chốt nó chửi mới ghê chứ. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại trưa chiều hôm nay Phú Tha đang có mặt tại địa chỉ 77 đường Tôn Thức Đạm, phường Bến Nghé, quận 1 quý vị. Thì hôm nay Phú Tha sẽ chia sẻ đến với toàn thể quý vị một gánh xôi có tuổi đời cũng rất là lâu rồi quý vị. Được rất là nhiều thực khách đón nhận trong cái thời gian gần đây. Xin mời quý vị hãy cùng với Phú Tha đi đến hỏi thăm cô xem thử cô bán như thế nào quý vị. Cô bán giá như thế nào và thời gian ra sao quý vị. Hiện tại thì khách mua rất là đông. Wow. Thấy cô có cái nón đẹp quá quý vị. Ôn chào cô. Chào con. Dạ. Số này bán sao vậy cô? Bán 80.000 một hộp này không? Dạ, 80.000 một hộp đó cô. Dạ. Dạ. Với ba nón. Thấy nỉa luôn. Quà cô có cái nón đẹp quá cô. Dạ, cô mới sắm hả? Dạ, đẹp quá. Nó này thấy lạ luôn á. À, hình như là... Dạ, quà có nguyên một muối luôn hả cô? Ừ, có nguyên muối. Dạ. Ồ, thêm một miếng nữa. Ngon quá. Dạ. Bình thường như vậy thì cô bán từ mấy giờ tới mấy giờ hả cô? Dạ, 1:30 là cô ra hả? Bây giờ hình như nó cũng vơi rồi hả cô? Vậy. Cũng sắp hết rồi cô. Sắp hết rồi, cái nón có mềm không à? Dạ. Để nó mua hai cái nĩa đi nè Hiếu ơi, cho mình lên đi. Một rưỡi thì cô ra mà bây giờ là mới có 3 giờ kém quý vị. Mà thấy cũng hai cái nĩa đi, giúp cho vơi rồi. Để mua đi. Một hộp xôi cô bán xôi cộng với một cái muối xôi như vậy nè quý vị. Thì cô bán 80.000. Rồi mình mua giá khác thì có bán không cô? Giá nào cũng bán. À giá nào cũng bán hết. 10.000, 8.000. Ồ. Từ 8.000, 10.000 mà đến 80.000 luôn. Đúng rồi. Dạ. 80.000 là tại vì nó còn hàng sầu riêng. Dạ là có thêm cái muối. Dạ. Còn mà nếu mà không có muối là 8.000, 10.000. Đúng rồi. Dạ. Bình thường thì 8.000, 10.000. Dạ. Một hộp mà ba gói không cần. Dạ. Đó bình thường. Bình thường 8.000 á. Dạ. Đẹp quá, bên nên đẹp quá. Đẹp quá, đẹp. Bà Hà cũng đẹp nữa. Dạ. Bà Hà đang cười á. Dạ. Thấy cô... Ủa? Dạ cho con hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi hả cô? Chắc không... Chắc con gọi bằng bà á. Đúng rồi, con gọi bằng bà, gọi bằng cô quá con. À. Dạ con, tại vì con thấy chị ở đây gọi bằng bà á. Vậy con gọi bằng cô cho nó trẻ nha cô. Dạ. Dạ. Đợi tuổi xế chiều rồi gọi sao không được. À dạ, rồi không được. Nhà trong cái này có mềm không nè? Mềm mèo à. Mềm bảo đảm mà. Cái hàng trên này không lấy, lấy con hàng dưới này. Hàng trên cũng ngon á, giống cơm á. Con ăn mà mềm quá nó nhão nhạt hả? Cô bán ở đây được lâu chưa hả cô nhờ? Mấy chục năm rồi. Wow, mấy chục năm rồi. Dạ. Dạ, mấy chục năm rồi mà chưa nổi tiếng, bây giờ mới nổi tiếng. Dạ, chắc là chưa được nhiều người biết đến thì bây giờ được nhiều người. Bán nổi tiếng từ lâu rồi. À vậy hả cô? Dạ. Cái muối nó mềm không mà nó mới bán được muối. À vậy hả? Ý là lúc trước mình không có bán muối hả? Dạ, lúc trước là mình không bán muối. Mình mới bán lên phim. Dạ. Tự nhiên mình bán. À dạ. Hồi trước cứ bán gì nè cô? À dạ. 8.000. Dạ. Hồi trước là mình bán gói như vậy là bao nhiêu hả con? 20. Dạ 20. Với 35. 20 với 35. 35 mà không có muối. À 35 là hộp này luôn.
Dạ hộp như vậy mà không có muối. Dạ. Dạ. À, hộp như vậy mà không có muối thì 35.000 nữa quý. Nhưng mà có muối, muối rất là bự luôn, muối sầu riêng rất bự. Đến đây là thơm phức mùi sầu riêng luôn quý vị. Thì 80.000 một hộp này. Có gì chị? À, ngoài ra thì cô còn bán xôi xôi gứt hả cô? Ở đây xôi gứt hả cô? Dạ. À, một gói như vậy là 8.000, bịch như vậy là 8.000. Quà có chè nữa. Ở đây có cái bảng giá này quý vị, bảng giá của cô, hai cô bán, à, cô Hà và cô Dung. Dạ. Đây gánh xôi của cô Hà Dung quý vị nha. À, xôi vò, xôi bắp, xôi gứt, đậu phộng, chè, có giá là 8.000. Ở dưới này thì có số điện thoại để quý vị đặt hàng luôn. Nhận đặt xôi chè, bánh tét lớn nhỏ. Cái 60% rồi bà Hiếu ơi. Hiện tại bây giờ hình như là trời cũng sắp mưa rồi quý vị. Mình thấy tới tối rồi. Bây giờ là mới 3 giờ chiều thôi nhưng mà trời cũng tối rồi quý vị. Thì nếu mà quý vị có tìm đường Tôn Thất Đạm mà không thấy quý vị thì dưới cái tòa nhà Bitico này quý vị. Đó. Quý vị đến chân tòa nhà Bitico xong đó, quý vị hỏi là đường Tôn Thất Đạm ở đâu thì người ta sẽ chỉ cho quý vị. Thì bà ngồi ở phía dưới ngay góc đây. Ngoài khách đến đây mua thì cũng rất là nhiều anh ráp, anh nao đến đặt hàng quý vị ạ. Nay trời diêm rồi, cô đẩy cái nón ra quý vị. Cô có cái giấy, ở trên cái giấy thì cô bỏ cái lá chuối quý vị. Nó rất là sạch. Dạ, một gói như vậy là 10.000. Khách sẽ đặt hàng nhưng mà phải hỏi lại. Ở đây ngoài cô Hà Dung ra thì Phu Tha thấy có hai cô bán phụ quý vị ạ. Đây đây, khách đến mua này quý vị. Đây là đây, với bên đây là một cô nữa quý vị. Ở đây thì mình thấy cô Dung đang mổ trực tiếp cái trái sầu riêng luôn quý vị. Wow.
năm thì bình thường. Thấy hai muối rất là to luôn quý vị, một muối to một muối nhỏ, nhìn rất là đã luôn đó. Cái loại sầu riêng này thì có một số người ăn được, một số người ăn không được nha quý vị. Nhưng mà nếu mà ai mà ăn được thì sẽ rất là tốt quý vị ạ. Đặc biệt là những bà mẹ mang thai thì ăn sầu riêng rất là tốt. Đây. Đó. Cô mổ xong là cô đặt vào cái gánh luôn quý vị, gánh xôi luôn. Ở đây là quán xôi đầu tiên mà mình thấy bán xôi sầu riêng mà có muối nha quý vị. Tại vì xôi sầu riêng thì quý vị có ngày nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà ở đây là quán đầu tiên, gánh xôi đầu tiên mà bán xôi có nguyên một cái muối sầu riêng luôn quý vị. Đó quý vị thấy không? Trái như vậy thì có khoảng là 2-3 muối thôi. Khách mua rất là đông quý vị ạ. Cái này là mấy trăm đó. Dạ. 200 mấy mà đó hàng. Nãy là mới có hai muối. Dạ, chỉ hai muối nhỏ. Dạ, một muối bự với hai muối nhỏ đúng không? Dạ. Trái này thì khoảng mấy ký cô? Cho nên bán hộp 880 ngàn đâu có ấy đâu. Dạ. Con nhỏ bây giờ lên vô chốt nó chửi. Nói sao hả cô? Nó nói bán sao cho riêng vậy nó không lời. Dạ. Mắc về mà nó không lời. Đó, con nghĩ đó, con với lại cái trái sầu riêng đâu phải trái nào nó cũng có muối nhiều đâu. Đó là ăn trái là mấy trăm ngàn lượng đó. Dạ. Đó có hai hàng vậy đó con nghĩ đi. Trái này thì khoảng bao nhiêu ký cô? Nguyên trái. Hai ký mấy ba ký luôn đó. Dạ. Rõ không có ba hàng nè. Dạ. Vậy là bỏ vô 80 nè. Nó kia là 160 nè. Dạ. Đó kia nó được 200 mấy trái sầu riêng rồi cũng mấy trăm rồi có được. Dạ. Đó con nghĩ đi. Bà lên vô chốt nó chửi mới ghê chứ. Dạ. Kêu không ăn rồi thôi chứ. Dạ. Hôm nay thì mình đi quay mình cũng gặp rất là nhiều đồng nghiệp quý vị ạ. Quý vị có thấy cô không? Một cái hộp, trong cái hộp có cái lá chuối. Thấy cô Hà rất là phúc hậu quý vị ạ, cười rất là tươi, lúc nào cũng mỉm cười hết quý vị ạ. Thì nếu mà quý vị có đi ngang qua địa chỉ 77 nha quý vị, 77 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1 quý vị, có thể ghé và dùng thử nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phúc Tha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị nhớ nhấn đăng ký subscribe để ủng hộ cho kênh Vina TV. Cảm ơn quý vị và xin chào, xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.